Tướng Mỹ cảnh báo chiến tranh với Trung Quốc rất dễ có thể xảy ra. Một cuộc chiến tranh tổng lực giữa hai cường quốc lớn nhất của thế giới rất có thể sẽ xảy ra trong 15 năm tới. Tờ news.com.au trích lời một viên tướng Mỹ đã nghỉ hưu hôm 26 tháng 10. Tuần này, Trung tướng đã nghỉ hưu Ben Hogger, nguyên tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, đã đưa ra một thông điệp cảnh báo đến các nhà lãnh đạo châu Âu rằng Mỹ sẽ không có khả năng đóng vai trò người cận vệ cho châu Âu vì đã chuyển sự tập trung của mình cho việc ngăn chặn những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Với sự trỗi dậy của Trung Quốc và một nước Nga ngày càng táo bạo, ông Hogger thúc giục châu Âu cần làm nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh của chính mình. Mỹ cần một trụ cột rất mạnh ở châu Âu. Tôi nghĩ trong 15 năm tới, điều đó là không thể tránh khỏi, nhưng đó là một khả năng rất rõ ràng rằng chúng ta sẽ có chiến tranh với Trung Quốc, ông Hogger nhận xét. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Quốc gia Ba Lan, một sự kiện kéo dài 2 ngày với sự tham gia của các nhà lãnh đạo và chuyên gia quân sự chính trị từ các nước Trung Âu, ông Hogger tuyên bố Mỹ không có năng lực làm tất cả những gì họ phải làm ở châu Âu và ở Thái Bình Dương để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, Mỹ đã thống trị trật tự thế giới trên quy mô lớn. Một trường phái tư tưởng nổi bật trong các quan hệ quốc tế được gọi là lý thuyết ổn định bá chủ, cho rằng hệ thống quốc tế có nhiều khả năng vẫn ổn định khi chỉ có một quốc gia duy nhất là cường quốc thế giới hay bá chủ thế giới. Nhưng khi một cường quốc trỗi dậy, trong trường hợp này là Trung Quốc, thách thức quyền bá chủ đó, thì một cuộc xung đột quân sự sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn. Phát biểu với hãng tin AP bên lề sự kiện này, ông Hogger lưu ý cuộc chạm trán gần đây giữa tàu khu trục hải quân Mỹ USS Decatur và một chiếc tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông tranh chấp chỉ là một trong những dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gia tăng và quan hệ căng thẳng trong tất cả những lĩnh vực khác nhau giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo ông Hogger, những dấu hiệu khác là việc Trung Quốc liên tục đánh cắp công nghệ và cách Trung Quốc giành quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng thông qua tài trợ cho các dự án ở châu Phi và châu Âu. Hiện Trung Quốc đã sở hữu hơn 10% các cảng biển ở châu Âu. Mặc dù thay đổi các ưu tiên địa chính trị và Tổng thống Donald Trump đôi lúc sử dụng những ngôn từ không thể đoán trước, ông Hogger cho rằng cam kết của Mỹ đối với NATO và an ninh châu Âu vẫn không thể lay chuyển. Ông Hogger tin tưởng chắc chắn rằng chính quyền của ông Trump luôn coi an ninh của châu Âu là một lợi ích quan trọng của Mỹ, mặc dù Tổng thống Mỹ đã chỉ trích công khai liên minh quân sự phương Tây này và than vãn những gì ông cho là thiếu sự đóng góp kinh phí từ các nước châu Âu. Bạn sẽ thấy Mỹ tiếp tục đầu tư vào đây. Ở châu Âu, tiếp tục đào tạo để rèn luyện các lực lượng luân phiên, cũng như ấn định lâu dài các lực lượng cho tình huống có thể xảy ra trong 10 hoặc 15 năm, khi mà chúng tôi sẽ phải chiến đấu ở Thái Bình Dương, ông Hogger nhận định. Vị tướng cựu tư lệnh quân đội Mỹ này đã nghỉ hưu vào năm ngoái và hiện là chuyên gia chiến lược tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, một viện nghiên cứu có trụ sở ở Washington, theo news.com. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo quân khu giám sát Biển Đông và Đài Loan chuẩn bị cho chiến tranh. Bài viết được đăng trên trang Á Châu Tự Do. Trang tin South China Morning Post hôm nay 27 tháng 10 trích lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với quân khu Nam hôm 25 tháng 10 phải luôn sẵn sàng cho một cuộc chiến. Phát biểu của ông Tập Cận Bình được truyền hình Trung Quốc CCTV trích đưa, nói rằng quân khu Nam của quân đội Trung Quốc phải chịu trách nhiệm quân sự nặng nề trong những năm gần đây. Quân khu này vì thế cần phải tăng cường khả năng tập trung chuẩn bị để chiến đấu trong một cuộc chiến. Ông Tập Cận Bình nói điều này trong chuyến thăm đặc biệt ở quân khu Nam ở tỉnh Quảng Đông. Chúng ta cần phải đẩy mạnh các bài tập sẵn sàng ứng phó, diễn tập chung và diễn tập đối đầu để tăng cường khả năng cho quân nhân, chuẩn bị cho chiến tranh, ông Tập Cận Bình nói. Quân khu Nam của Trung Quốc chịu trách nhiệm giám sát Biển Đông và Đài Loan. Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hoàng tuyên bố tại diễn đàn Hương Sơn rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ một tấc đất, lãnh thổ ở Biển Đông và Đài Loan. Ông cũng cảnh báo sự phô diễn sức mạnh quân sự từ các nước bên ngoài khu vực, ý nói là Hoa Kỳ. Sự việc tàu khu trục Hoa Kỳ Decatur thực hiện một hải trình đi sát các bãi đá Trung Quốc đang chiếm giữ ở Trường Sa là Gavin và Gagma vào 30 tháng 9, là tiếp nối một loạt các hành trình của tàu chuyến phương Tây vào Biển Đông, thách thức Trung Quốc diễn ra chỉ trong thời gian chưa đầy nửa năm. Cuối tháng 9, một tàu chiến Hàn Quốc đồng minh của Hoa Kỳ ở châu Á đi sát quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đang chiếm giữ, sau khi Bắc Kinh phản đối, Hàn Quốc nói rằng tàu của họ vào đó để tránh bão. Ngày 17 tháng 9, tàu ngầm Nhật Bản ghé cảng Cam Ranh của Việt Nam sau một cuộc tập trận trên Biển Đông với các tàu chiến của Nhật. Đầu tháng 9, tàu chở trực thăng Kaga của Nhật vào Biển Đông.
Cuối tháng 8, chiến hạm Anh HMS Albion đi sát Hoàng Sa. Tháng 5, tàu đổ bộ Pháp Dismut đi ngang qua Trường Sa. Trong thời gian đó, máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ hai lần bay ngang vùng trời Biển Đông. Bình luận về những sự kiện này, ông Nguyễn Thành Trung, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Sài Gòn, nói với chúng tôi rằng dường như Liên minh phương Tây đã đạt được một sự đồng thuận trong việc thách thức Trung Quốc ở Biển Đông. Thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên nghiên cứu về Biển Đông tại Sài Gòn, đồng ý với nhận định này. Biển Đông, nó là một cái nơi mà giao thương thương mại rất là lớn. Và thứ hai là Biển Đông cũng là cái nơi để các bên mà thử sức nhau. Một bên là Hoa Kỳ đang muốn ngăn chặn cái sự phát triển của Trung Quốc. Bởi vì cái sự phát triển của Trung Quốc nó không chỉ là phát triển đơn thuần, mà nó kèm theo những cái hành động hung hăng và đe dọa toàn bộ thế giới. Chính vì vậy cho nên là nước Mỹ phải kêu cùng với các đồng minh. Thì ngay từ năm ngoái, một số quốc gia đã nhận lời tham gia, trong đó có Anh, trong đó có Pháp, cho cái tàu tuần tra tại khu vực Biển Đông. Và trong năm nay thì họ đã làm hình thành cái điều đó. Đối diện với sức ép đang tăng lên đó của phương Tây, Trung Quốc phản ứng như thế nào? Họ có chùn bước hay không? Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung trả lời. Trung Quốc đã tuyên bố là hủy bỏ cái cuộc gọi là cái cuộc gặp mặt giữa hai bộ trưởng bộ phòng trong tháng tới. Và chúng ta cũng biết là cái tháng vừa rồi là Trung Quốc đã hủy bỏ cái cuộc ghé thăm của cái tàu của Mỹ cập cảng vào Hồng Kông. Hiện tại là Trung Quốc đang sử dụng tất cả các con bài mà Trung Quốc là có thể để cảnh báo cho phía Mỹ rằng là Trung Quốc sẽ không dễ dàng để cho Mỹ bắt nạt. Cuối tháng 9, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc nói trong bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng Trung Quốc sẽ không để cho mình bị bắt nạt trong bất cứ vấn đề gì. Bà Nông Hồng, một chuyên gia về quan hệ quốc tế của Trung Quốc, sau đó làm rõ hơn khi trả lời truyền thông Mỹ rằng một trong những vấn đề mà Bắc Kinh sẽ không để cho mình bị sức ép từ các nước khác là vấn đề Biển Đông. Thạc sĩ Hoàng Việt giải thích thái độ của Trung Quốc. Trung Quốc họ vẫn cho rằng là họ vẫn là một cường quốc và họ đang sắp trở thành siêu cường, cho nên không dễ gì mà họ sẽ rút lui đâu. Họ sẽ tiếp tục, như chẳng hạn chúng ta gần đây nhất là cái thông tin từ Hoa Kỳ cho biết là tàu của Trung Quốc đã áp sát một cách gọi là nguy hiểm, không an toàn tàu khu trục của Hoa Kỳ. Thì như vậy là cho thấy một điều là Trung Quốc họ cũng tỏ ra rằng họ không dễ gì mà bị xuống nước. Tôi cũng trao đổi một số học giả Trung Quốc trước đây về cái cuộc chiến tranh thương mại, thì họ vẫn khẳng định rằng là Trung Quốc không dễ gì mà bị thất bại trong cái cuộc chiến tranh thương mại này. Và chúng ta đã thấy cái phản ứng của phía Trung Quốc là cũng sẵn sàng chơi tới cùng với cả Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Thành Trung cho rằng trước mắt Trung Quốc có thể sẽ bị bận rộn với liên tục những hành trình của máy bay và tàu chiến phương Tây, nhưng không bao giờ quên mục tiêu cuối cùng của họ là kiểm soát Biển Đông. Có thể là họ nhẹ nhàng hơn một chút xíu, nhưng mà sau đó họ sẽ căm cái phe khác mà trong cái gọi là cái giai đoạn mất cảnh giác và họ vẫn thực hiện cái mục tiêu của mình. Cái chính sách thí dụ mà cái tàu đảo đó là một trong những cái chính sách mà Trung Quốc đã thực hiện thành công cái chính sách đó, cho nên là chính sách tầm ăn dâu hay là nhẹ nhàng từng bước và chấn gây kinh động cho các quốc gia khác. Từ hơn 2 năm qua, Trung Quốc đã cho bồi đắp các đảo đá và bãi cạn mà họ đang chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa, đang tranh chấp với các nước Đông Nam Á, thành căn cứ, hậu cần quân sự, đường băng, đáp máy bay. Tuy nhiên, thạc sĩ Hoàng Việt cũng khá lạc quan về tình hình hiện nay tại Biển Đông. Đến năm ngoái, 2017, như tôi là mất cái niềm tin về cái việc Biển Đông. Bởi vì là gần như là Hoa Kỳ để cho Trung Quốc một mình múa gậy vườn hoang. Nhưng mà cho đến gần đây thì lại thay đổi. Thì điều đó cho thấy một cái điều là các quốc gia nhỏ, như là đặc biệt các quốc gia ASEAN, thì cũng có tiếng nói nhất định hơn trong cái việc này. Bởi vì là Hoa Kỳ cũng cần các quốc nước ASEAN để mà cùng đứng với họ. Các nước ASEAN thì cũng có Hoa Kỳ để làm cái hỗ trợ, bởi vì nói thật ra mà nói rằng thì cũng duy nhất trên thế giới này cùng quốc gia có thể ngăn chặn được cái tham vọng biển của Trung Quốc là Hoa Kỳ mà thôi. Ông Nguyễn Thành Trung thì cho rằng sự gia tăng sức ép của phương Tây ở Biển Đông là một cơ hội để cho Việt Nam tạo nên uy tín của mình trong việc tranh chấp ở Biển Đông. Thì nếu mà Việt Nam thể hiện rõ ràng ở đây là Việt Nam ủng hộ các cái quyền các quốc gia Mỹ và đồng minh thực hiện quyền tự do hàng hải, thì Việt Nam thể hiện rõ đối với cộng đồng quốc tế rằng là Việt Nam luôn luôn tôn trọng các luật pháp quốc tế, sẽ tạo ra một cái uy tín rất lớn cho Việt Nam. Trở lại với ý định dài lâu của Bắc Kinh tại Biển Đông, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu độc lập từ Singapore, cho rằng sức ép của phương Tây chỉ làm cho Trung Quốc càng quyết tâm với mục tiêu độc chiếm Biển Đông của mình, mà khả năng tệ nhất là có thể nổ ra chiến tranh tại Biển Đông. Bình luận về khả năng này, ông Hoàng Việt nói với chúng tôi rằng hiện Mỹ đang ép Trung Quốc cả về thương mại lẫn trên biển, và điều đáng lo là cuộc chiến thương mại lại có thể làm cho Trung Quốc quyết đoán hơn trên Biển Đông. Nhưng mà nếu mà cái cuộc chiến thương mại này
mà nó ảnh hưởng tới cái tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc, thì họ có thể tìm cách. Cách tìm nhất trong chính trị họ tìm cách đó là gì? Là hướng các bất mãn trong nước ra bên ngoài. Và đặc biệt là có thể một cuộc chiến tranh nào đó. Cuộc chiến tranh thì chắc chắn là không thể xảy ra với Mỹ được. Bởi vì không dạy gì Trung Quốc là đụng vào Mỹ. Mỹ là một quốc gia mạnh hơn đó rất nhiều về quân. Chả dạy gì họ đụng. Họ sẽ tìm cái quốc gia nào nếu không giỏi, nếu có một cái sai lầm nào đó để mà họ hướng cái cuộc chiến ra. Thì đấy cũng là một cái tactic đối với cả các quốc gia ASEAN. Ông Nguyễn Thành Trung cũng cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều không muốn chiến tranh giữa đôi bên xảy ra. Cả cái phía Mỹ và các quốc gia đồng minh cũng như là Trung Quốc đều cố gắng là không đẩy cái vấn đề quá xa, kiểu là mang tính dằn mặt nhau nhiều hơn. Trong cái vụ sự kiện cái tàu của Trung Quốc mà khi mà cản đường cái tàu Decatur của Pháp, của Mỹ thì là cái tàu Trung Quốc cuối cùng là khi mà chỉ cách còn khoảng 45 và khoảng 40 mét thì cái tàu đó nó cũng chuyển hướng để tránh cái sự va chạm. Nhưng đồng thời ông cho rằng việc một cuộc chiến hạn chế mà Trung Quốc muốn tiến hành với một quốc gia nhỏ nào đấy là có thể xảy ra để làm tan đi sự bất mãn tiềm tàng trong nước. Trong lịch sử quan hệ Việt Trung suốt 2.000 năm qua, các nhà sử học và chuyên gia cho rằng Trung Quốc đã vài lần tấn công Việt Nam để giải quyết những lộn xộn về chính trị trong nước. Đó là cuộc tấn công của nhà Tống vào thế kỷ thứ 11 sau khi Tể tướng Vương An Thạch lên cầm quyền, cần đàn áp nhóm quan lại chống đối. Và mới đây, 1979, Bắc Kinh đã xua quân tấn công Việt Nam trong một tháng. Cuộc tấn công này được cho là do Đặng Tiểu Bình tiến hành để tạo thêm vị thế, thực hiện những thay đổi chính trị trong nước.